xin giới thiệu với các bạn, đây là con bột phủ. Tôi vừa nhập về. Con này là không nuôi được. Con này chỉ có mắt rừng này. Đây là loại bột phủ có số nguyên. Đây là bột phủ có số nguyên. Xem con là số nguyên bò trong ngủ. Chế biến mình ra thì các bạn thấy rằng là chúng tôi sợ chạy rất là nhiều